Em chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Thì đối với cái việc mà quay phim bằng điện thoại á, ngoài cái chuyện mà chúng ta phải nắm vững kỹ thuật về quay làm sao cho đẹp, cho nét, thì chúng ta còn gặp một số cái khó khăn, trong đó có cái chuyện là bị rung, bị lắc ha. Có nghĩa là khi chúng ta quay phim bằng điện thoại ấy, hoặc là chụp hình điện thoại. Ví dụ đây mình có cái điện thoại thế này. Các bạn quay, các bạn cầm cái này các bạn quay đúng không? Hoặc là cầm cái này các bạn quay. Nói chung là đủ mọi tư thế các bạn cầm. Miễn sao các bạn quay được thì thôi ha. Thì các bạn quay ấy, khi mà chúng ta cầm một cái điện thoại hoặc là một cái thiết bị quay phim mà chúng ta cầm ở trong thời gian dài đó, nó sẽ có hiện tượng là nó bị rung ha. Khi mà chúng ta cầm cái này ấy, chúng ta không biết là nó rung đâu, nhưng mà khi chúng ta coi lại cái phim ấy thì nó rung ghê lắm các bạn ơi. Nó rung cực kỳ rung luôn, nó rung còn hơn là cái gì nữa vậy đó. Đặc biệt là khi mà các bạn mà di chuyển đi tới đi lui ấy, nó còn rung ác nữa ha. Cầm về quay nhìn về rất là bình thường, nhưng mà coi xong những cái phim thấy gớm luôn. Thì chúng ta sẽ phải có một cái giải pháp nào đó để triệt tiêu đi cái rung của cái phim, thì cái phim chúng ta nhìn nó mới được đẹp, nó được mượt mà, nhìn nó hấp dẫn hơn. Giống như các bạn coi trong phim của người ta quay ấy, các bạn thấy không, phim rất là mượt, nó không bao giờ có hiện tượng rung lắc gì hết. Thì một trong những cái giải pháp để triệt tiêu đi cái rung này ấy, đó là chúng ta phải sử dụng gimbal ha. Phải sử dụng những chiếc gimbal. Gimbal là những cái thiết bị chống rung điện tử, nó sẽ giúp cho cái thiết bị chúng ta khi mà chúng ta quay nó di chuyển ấy, nó sẽ cân bằng lại cái thiết bị chúng ta, nó làm cho nó được êm hơn, mượt hơn, và nó sẽ bỏ hết đi những cái rung lắc khi chúng ta quay hoặc là chụp. Thì ở đây ấy, mình chia sẻ các bạn là mình có một chiếc gimbal như thế này. Chiếc gimbal giá rẻ của hãng này tên là hãng Jijun, một hãng của anh hàng xóm. Giá khá là rẻ luôn. Thì cái cây gimbal này mình cũng mua khá là lâu rồi. Cái gimbal này là sẽ sử dụng cho điện thoại ha. Mình mua khá là lâu rồi. Hồi đó mua thì cái giá của nó cũng tầm gần 3 triệu ấy. Nhưng mà bây giờ thì nó rẻ lắm. Mà thực chất ra mà bây giờ cái model này nó cũng không còn nữa luôn rồi. Không còn nữa, rất là hiếm. Bây giờ nó lên tới thằng Jijun Smooth 4, Smooth 4 ấy. Nó sẽ ngon hơn và nó hiện đại hơn cây này nhiều. Và cái giá của nó cũng chỉ tầm là khoảng cỡ 1 triệu 8 đến 2 triệu cây thôi. Giá rất là rẻ luôn các bạn. Đấy. Thì mình cũng chia sẻ các bạn một cái thiết bị thế này để các bạn sử dụng. Khi chúng ta quay ấy, nó sẽ giúp cho phim của chúng ta nó được mượt mà hơn, dễ chịu hơn ha, không bị rung lắc. Rồi, thì cái cách sử dụng của cái cây gimbal này ấy, rất là đơn giản. Ở trên mạng cũng có review nhiều rồi, cho nên mình cũng không có nói nhiều nữa nhé. Đây, các bạn chỉ việc là các bạn nhìn đây này. Thiết bị của nó như thế này. Nó có một cái gá kẹp ở đây ha, nó có cái gá kẹp ở đây, nó giống như là cái đồ kẹp điện thoại của cây chụp hình tự sướng ấy. Đấy, chúng ta sẽ kẹp cái điện thoại ở đây này. Nó có cái ngàm ở đây, nó có cái khe ở đây này. Do là nó là gimbal, nó cũng có giá trị, cho nên là người ta làm cái đồ kẹp điện thoại trong này rất là chắc chắn và ngon lành luôn, chứ nó không có phải là giống như những cái cây chụp hình tự sướng rẻ tiền đâu. Đó, thì ở phía sau này thì nó có một cái motor ở đây, một cái motor ở đây, và thêm một cái motor ở dưới này nữa. Nó gọi là chống rung 30 ấy. Đấy, giúp cho thiết bị chúng ta được cân bằng khi chúng ta đi tới đi lui, lia tới lia lui thế này thì nó sẽ không có bị rung lắc phim. Đây, giờ mình sẽ gắn vào cho các bạn coi nha. Các bạn sẽ để cái camera này nó quay ra phía bên ngoài ha, qua phía bên ngoài. Còn cái đầu này thì nó sẽ vào đây. Đây, các bạn chỉ cần là để như thế này, các bạn kéo này lên. Kéo này lên cho vào. Cho như thế này nha, kẹp lại như thế này giống như điện thoại ấy. Các bạn nhớ là cái đầu này này phải cho nó sát vô cái trục motor này nha. Cho sát vô, đẩy sát vô vậy này. À, đẩy sát vô vậy ha. Rồi. Sau khi đẩy vào xong á, các bạn nhớ là phải để cho cái phương này nó phải được bằng ha, nó phải được bằng. Nếu không được bằng thì cũng phải là tương đối bằng, chứ không được là gù qua bên này quá hoặc là gù qua này quá. Nếu mà nó gù qua một bên quá đó thì nó sẽ làm cho cái motor này nó rất là nhanh bị hư hay bị cháy, do là nó phải gồng lên. Đó. Thì mình ví dụ đi, mình ví dụ là bây giờ nó đang gù như này. Nó đang gù như này đúng không? Các bạn thấy nó gù vậy đúng không? Các bạn sẽ thấy là ở chỗ này ấy, nó có một cái con ốc điều chỉnh ở đây này. Đây con ốc này. À ha, có con ốc điều chỉnh ở đây này. Các bạn sẽ mở con ốc ra. Đó, mở con ốc ra. Và các bạn sẽ điều chỉnh nó nhá.
Đây các bạn sẽ đang gù qua vậy đúng không? Các bạn sẽ đẩy đẩy cái này này, đẩy này cho xịt vô. Này, chúng ta đẩy từ từ thôi nha, nhích nó từ từ thôi. Này các bạn nhìn thấy cái nấc đây này. Nhích từ từ thôi. Cứ đẩy từ từ cho thôi đó. Rồi, ngó xem nó bằng chưa? Chưa bằng chúng ta đẩy thêm miếng nữa, cứ từ từ thôi. Đó như này. Đó, tương đối rồi đó, thêm miếng nữa ha. À, vô này. Rồi ok, các bạn thấy nó bằng rồi đó. Sau khi bằng rồi, các bạn siết con ốc lại nha, siết chặt vô. Đó, siết chặt vô. Ok, giờ các bạn nhìn này. Còn nào không? Đó. Sau khi xong rồi chúng ta sẽ mở thiết bị lên ha, mở thiết bị lên. Thì cái cây gimbal nào nó cũng vậy hết á. Lúc nào nó cũng có những cái phím cái dạng như thế này. Thì cái phím đặc trưng nhất á là nó sẽ có một cái này. Cái này nó gọi là cái joystick. Joystick nó giúp chúng ta điều hướng ha, qua trái qua phải lên xuống đấy lung tung hết. Rồi mình sẽ mở thiết bị lên. Đây cái nút có cái chấm đỏ này, mở thiết bị lên nha. Đó các bạn thấy chưa, thấy chưa? Đó, thì khi mà các bạn cầm, các bạn quay này, các bạn quay qua quay lại không, lên xuống, lên xuống, đi tới đi lui, các bạn đi thoải mái luôn. Phim các bạn không bao giờ mà nó bị rung lắc nha, không bao giờ bị rung lắc. Giống như coi, các bạn coi phim các bạn cảm giác nó giống như là phim đang đi trên mây vậy. Nó rất là êm nha, nó không bao giờ bị rung lắc luôn. Là mình làm những cái này cho các bạn coi. Đó, ha. Đó. Thậm chí các bạn biết không, khi mà có nhiều vlogger người ta quay phim á, quay những cái cảnh hành động á, người ta làm cái này luôn à. Mà các bạn nhìn phim của người ta rất là mượt luôn, bởi vì những cái gimbal nó có nhiều cái loại gimbal mà chất lượng tốt á, giá nó khá là chua, nhưng mà khi mà các bạn quay xong các bạn nhìn cái chất lượng phim rất tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng. Đó. Thì đây là một trong những cái thiết bị giúp cho các bạn có thể là các bạn có thể tự sướng được luôn nha. Các bạn cứ cầm đây này. Đây, cầm về tự sướng này. Đó. Nhiều khi các bạn cầm cái điện thoại lên như này. Ví dụ như các bạn chụp các bạn căng chưa được. Hoặc là các bạn chụp như này, thường thường các bạn tự sướng cái này là các bạn phải thường là các bạn hay để cái chế độ là hẹn giờ đúng không, để các bạn chụp cho nó căng cho được đẹp. Thì khi mà hẹn giờ về cái thời gian nó chưa tới để chụp á, cái tay các bạn sẽ có hiện tượng là rung chắc chắn các bạn luôn. Các bạn cầm lâu chắc chắn luôn nó phải bị rung, nó không rung ít rung nhiều thôi thì chắc chắn là cái hình của bạn bị nhòe, hoặc là cái phim bạn quay nó sẽ bị nhòe, hoặc là lắc 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 vậy này, nó rất là khó chịu. Còn bạn cầm này vô tư luôn, bạn quay bạn chụp thoải mái luôn đó. Hoặc là ví dụ như bạn cầm, bạn ngồi một chỗ bạn quay này, có nhiều khi các bạn đi coi những cái văn nghệ hay là cái gì đó, nói chung là các bạn ngồi một chỗ bạn coi ấy. Ví dụ như các bạn thấy đi coi ca nhạc cũng vậy đúng không, đi coi ca nhạc mà ở bên ngoài ấy, ngoài trời ấy, nhiều người cầm điện thoại về quay này, thật các bạn luôn, quay chỉ cho là 1-2 phút thôi là đuối lắm rồi, là cái tay nó bắt đầu rung về rồi ha. Trong cái lúc mình quay mình không để ý đâu, mình nhìn không thấy đâu, nhưng mà về coi phim mà nó cứ dịch 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 vậy này, nó khó chịu lắm, và chúng ta mỏi tay nữa, rất là khó. Còn các bạn cầm này này, thật các bạn luôn, các bạn cầm chắc phải cả tiếng đồng hồ luôn cũng không ăn thua vậy. Nó không có cảm giác là bị rung lắc hay gì hết ấy. Mà tại vì cái này nó chống rung nè, cho dù bạn có rung như nào chăng nữa thì cái motor này và motor ở đây nó đã giúp cho thiết bị của bạn nó căng thân thăng bằng rồi đó, thăng bằng như này nó không bao giờ mà nó bị rung lắc gì hết nha. Đấy, bạn nhìn này nha, ví dụ như các bạn là lên này, đấy, nghiêng này ha, xuống này, nghiêng qua nghiêng lại này. Cho bạn coi nha, rất là ok nè, này nha, thấy chưa? Đấy, các bạn có thể ngồi các bạn chỉnh luôn đấy, đó ha. Rồi xong rồi á, nó lại có cái zoom in zoom out ở đây nữa. Thì các bạn sẽ có một cái app ha, nhà sản xuất người ta sẽ phát triển một cái app, các bạn cài cái app vô điện thoại, các bạn sẽ điều khiển được zoom in zoom out luôn, các bạn không cần phải điều khiển trên cái điện thoại nữa, nó mất công. Các bạn chỉ cần cầm một tay này các bạn quay thôi, rất là ok đó. Thì bây giờ nếu như các bạn mà có đi quay bất cứ một cái gì chăng nữa, quay vlog hoặc là các bạn quay sự kiện, nói chung là bất cứ cái thể loại phim nào, các bạn cầm này đều rất là ok các bạn nha, không bao giờ sợ mỏi tay hoặc là không bao giờ phim hình các bạn bị rung lắc hay bị nghè hết. Đó, thì đây là một trong những cái thiết bị giá rẻ ha. Đây là một cái hãng sản xuất gimbal mình cảm thấy hầu như là bây giờ là nó là rẻ, gần như là rẻ nhất thế giới luôn rồi, rẻ nhất thế giới luôn rồi ha. Còn rất nhiều hãng khác nữa nhưng mà giá nó sẽ cao hơn, thì
Thì cái hãng này là cái hãng, cái giá của nó gần như là rẻ nhất thế giới luôn rồi. Chỉ cần bỏ số tiền khoảng 2 triệu đổ lại là các bạn đã có một cây gimbal để các bạn đi quay cho nó có những cái thước phim nó được mượt mà và được đẹp hơn. Rồi thì cái video này thì muốn chia sẻ các bạn cái điều nhỏ nhỏ vậy. Hy vọng rằng các bạn sẽ cải thiện được cái chất lượng phim các bạn nhé. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.